Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã vượt qua mức 73.700 đô la vào tuần trước để đạt mức cao mới mọi thời đại, nhưng đã điều chỉnh kể từ đó. Mức cao nhất mọi thời đại mới đã gây ra làn sóng chốt lời từ một số nhà đầu tư. Bitcoin hiện đang giao dịch xung quanh mức 68.000 đô. Tuy nhiên, dữ liệu on-chain cho thấy Bitcoin vẫn giữ vững tâm lý tăng giá, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn. Theo Glassnode, tổng số Bitcoin trên các sàn giao dịch đã rơi tự do kể từ giữa tháng 1. Đáng chú ý, tổng số dư Bitcoin đã tăng nhẹ trong vài ngày đầu tháng 3, trước khi tiếp tục rơi tự do vào ngày 5 tháng 3. Chỉ trong tuần qua, 21.401 Bitcoin đã được chuyển khỏi các sàn giao dịch tiền điện tử. Hệ sinh thái Bitcoin đã chứng kiến dòng tiền di chuyển mạnh mẽ kể từ đầu năm, dẫn đến sự tăng giá mạnh. Tuy nhiên, đợt phục hồi này kể từ đó đã chậm lại, gây ra sự điều chỉnh giá, với tâm lý thị trường đạt đến tâm lý tiêu cực nhất đối với Bitcoin kể từ tháng 12 năm 2023. Sau đợt tăng giá mạnh như vậy, việc thị trường có một đợt điều chỉnh là điều bình thường. Mặc dù đã tăng chậm lại, nhưng xu hướng chung của Bitcoin vẫn là xu hướng tăng. Đánh giá về số lượng lớn Bitcoin được rút từ các sàn giao dịch gần đây, có vẻ như cá voi đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá tiếp tục. Khi giá Bitcoin tăng lên một tầm cao mới, tâm lý tích cực đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, tâm lý tăng giá xung quanh Bitcoin đã giảm nhẹ khi giá Bitcoin giảm xuống dưới mốc 70.000 đô la. Mặt khác, một địa chỉ Bitcoin lớn đã thực hiện hoạt động chuyển tiền trước sự điều chỉnh thị trường gần đây. Dữ liệu tiết lộ rằng 16.003 Bitcoin có độ tuổi từ 5 đến 7 năm đã được một con cá voi lớn chuyển vào chuỗi. Sự chuyển động của Bitcoin không hoạt động trong thời gian dài cho thấy hoạt động gia tăng của những người nắm giữ lớn. Điều này có thể chỉ ra nhiều hành động khác nhau, bao gồm thu lợi nhuận, tái cân bằng danh mục đầu tư hoặc định vị chiến lược để đáp ứng với động lực thị trường. Với quy mô đáng kể của số Bitcoin này, hành vi của các địa chỉ nắm giữ số Bitcoin này sẽ có tác động đáng kể đến động lực giá và tâm lý nhà giao dịch. Tuy nhiên, bất chấp hành vi của con cá voi quan trọng này, tâm lý rộng rãi hơn đối với Bitcoin trên các địa chỉ lớn, nắm giữ từ 100 đến 100.000 Bitcoin là tương đối tích cực. Có sự gia tăng tích lũy được quan sát thấy trên các nhóm ví này và không có dấu hiệu chậm lại. Mặt khác, lãi suất bán lẻ đối với Bitcoin giảm đáng kể. Hầu hết các địa chỉ nắm giữ từ 0,001 đến 0,1 đã dần dần bán số tiền nắm giữ của họ. Hành vi của các nhà đầu tư bán lẻ có thể là một trong những lý do dẫn đến sự điều chỉnh giá gần đây của Bitcoin. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của cá voi có thể giúp hỗ trợ biến động giá và hỗ trợ Bitcoin tăng trở lại mốc 70.000 đô la. Bên cạnh đó, tỷ lệ MVRV của Bitcoin cũng tăng lên, cho thấy hầu hết các địa chỉ vẫn có lãi và có động cơ bán. Chênh lệch long short đối với Bitcoin vẫn ở mức cao, ngụ ý rằng tỷ lệ người nắm giữ dài hạn cao hơn người nắm giữ ngắn hạn ở thời điểm hiện tại. Những người nắm giữ dài hạn không phản ứng với những biến động giá nhỏ và có nhiều khả năng hold Bitcoin của họ hơn trong những thời điểm thị trường không chắc chắn. Sự hiện diện của những người nắm giữ dài hạn có thể mang lại lợi ích cho sự bền vững của đợt tăng giá Bitcoin về lâu dài. Và thông tin cuối cùng, ngân hàng Standard Chartered dự đoán Ethereum có thể đạt 14.000 đô la vào năm tới cùng với sự bùng nổ của Bitcoin. Các nhà phân tích của Standard Chartered không chỉ lạc quan về Bitcoin, họ cho rằng Ethereum cũng sắp lên mặt trăng. Một báo cáo hôm thứ Hai từ ngân hàng tuyên bố rằng nếu các quỹ Ethereum ETF dòng này được chấp thuận, tài sản kỹ thuật số lớn thứ hai có thể đạt 8.000 đô la vào cuối năm nay và có thể đạt 14.000 đô la vào thời điểm năm 2025. Ethereum hiện đang ở giữa hai sự kiện quan trọng có thể thúc đẩy giá tăng. Chuỗi vừa công bản nâng cấp quan trọng về mặt cấu trúc và dự kiến sẽ có sự phê duyệt theo quy định của Hoa Kỳ đối với Ethereum ETF vào tháng 5. Bản nâng cấp đen cần gần đây của mạng có thể là lý do khiến Ethereum tăng vọt trong thời gian ngắn. Mạng đằng sau tiền điện tử lớn thứ hai đã được nâng cấp vào tuần trước. Các nhà phát triển cho biết, cải tiến này sẽ khiến phí giao dịch trên blockchain trở nên siêu rẻ. Việc nâng cấp và giảm phí trên mạng khiến Ethereum cạnh tranh hơn. Standard Chartered cho biết trong một nghiên cứu khác hôm thứ Hai rằng Bitcoin có thể đạt 150.000 đô la vào cuối năm nay nếu các quỹ ETF tiếp tục duy trì được sự thu hút của nó. Vào tháng 1, SEC đã phê duyệt 11 quỹ Bitcoin ETF spot tại Hoa Kỳ. Cho đến nay, chúng cực kỳ phổ biến với các nhà đầu tư. Dòng vốn vào khổng lồ đã đẩy giá Bitcoin tăng đáng kể. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.